học tốt, thế giới mai sau sẽ yên ấm hơn. Cùng chung tay mang đến cho mọi người niềm vui, vì trái đất hãy giữ cho luôn xanh sạch đẹp. Tài học tập tốt mỗi ngày, cùng cố đứng từ đây chúng ta không thấy được đỉnh của tòa nhà này. Ở trên tầng cao nhất chắc sẽ đẹp lắm, xung quanh chỉ thấy mây thôi là mây. Bà hiểu cả nhà mình đang rất bất ngờ, nhưng mà chúng ta còn có việc cần phải làm đấy. Xin chào. Chúng tôi là... Xin lỗi vì đã thất lễ, nhưng tôi phải chắc chắn rằng mọi người là gia đình nông dân siêu phàm thật. Ngài Mr. K đang đợi mọi người ở tầng cao nhất. Xin mời theo tôi. Xin chào Đặc Vụ X. Wow! Tòa nhà này được bảo vệ vô cùng nghiêm ngặt bởi những công nghệ tiên tiến nhất. Đúng là như vậy. Gặp Mr. K hiện tại. Đúng là như vậy. Mọi người phải đến gặp ta ở hiện tại và trình bày hết mọi việc, sau đó thuyết phục ta phải hành động cứu trái đất. Việc này không có dễ đâu. Nhưng chúng tôi phải cứu trái đất bằng cách nào bây giờ? Thì câu trả lời đã nằm trong tay của tám tuốt đó. Sao lại là con? Con thử nghĩ kỹ lại xem. À, con hiểu rồi. Đó là cải thiện chỉ số hạnh phúc ba mẹ à. Cách để cải thiện chỉ số hạnh phúc là chúng ta phải làm gì tốt? Con thông minh lắm. Thiết bị đo chỉ số hạnh phúc của con sau khi được tám tuốt tương lai nâng cấp đã hoạt động chính xác hơn. Việc quan trọng không kém là phải nghĩ cách để gặp được ngài Mr. K hiện tại. Việc này thì làm rất dễ. Chỉ cần gọi vào số này và bảo là có gia đình nông dân siêu phàm muốn gặp người đứng đầu hành tinh. Ta chỉ có thể giúp mọi người tới đây thôi. Bây giờ ta phải rời khỏi đây vì an toàn của ta và mọi người. Nè, đừng quên làm đúng những gì ta dặn nha. Xin chào gia đình nông dân siêu phàm. Ta đợi mọi người mãi. Xin chào Mr. K. Chúng con chào, Mr. K. Chuyện là như vậy đó Mr. K. Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Gia đình nông dân siêu phàm có làm quá lên không vậy? Những chuyện chúng tôi kể đều là sự thật. Đây là cách mà ta vẫn theo dõi mọi người hàng ngày. Những dữ liệu đều đang rất tốt. Không thể nào có chuyện hành tinh này không hạnh phúc được. Ngài hãy nhìn nè, đây là thiết bị đo lường chỉ số hạnh phúc của tương lai. Trong tương lai, con số này vô cùng thấp. Ý, chỉ số hạnh phúc của Mr. K không cao lắm nè. Chẳng lẽ ta có hạnh phúc hay không mà ta không biết sao? Ta là người đứng đầu hành tinh, ta vô cùng hạnh phúc. Thiết bị của con sai rồi. Ngài là một người rất tài năng và giàu có, nhưng vì bận bịu quá mà ngài hay quên vận động, chăm sóc sức khỏe của mình. Vì thế mà chỉ số hạnh phúc... Thôi thôi, mọi người bị chuyện ra để lừa ta có đúng không?
ta đã tốn rất nhiều tiền để phát triển những công nghệ dữ liệu này, không thể nào thua kém chiếc máy nhỏ xíu này được. Ta nghĩ là gia đình nông dân siêu phàm có ý tốt, nhưng mà không cần phải bịa ra một câu chuyện vô lý như vậy đâu. Ta còn nhiều việc phải làm lắm. Hẹn mọi người nha. Ngài có một cái sẹo ở sau lưng. Sao Mama Bay biết? Chính Mr. K tương lai đã nói cho chúng tôi biết đó. Đây là chuyện mà không một ai biết được. Chẳng lẽ những gì mọi người nói đều là sự thật hả? Ngài phải tin tưởng chúng tôi, nếu không thì chúng tôi đã không cất công đến đây để gặp ngài. Bây giờ ta phải làm gì? Chúng tôi đề xuất tổ chức cuộc thi cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày. Thi làm việc tốt? Chúng tôi tin rằng nếu Mr. K chia sẻ thông điệp này thì mọi người sẽ tin tưởng và thực hiện. Còn gia đình nông dân siêu phàm chúng tôi sẽ kêu gọi thêm bạn bè là những cầu thủ nổi tiếng để cùng tham gia. Siêu lì nữa nha. Dạ vâng. Ủa, mà sao ông biết siêu lì? Thì ta không có theo dõi mọi người mà. Ta cái gì cũng biết, đặc biệt là những đứa trẻ ngoan. Gia đình nông dân siêu phàm, hãy mau hành động. Tuân lệnh. Vậy chúng ta sẽ thống nhất tổ chức cuộc thi cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày với 6 chủ đề hành động dành cho trẻ em, vì trẻ em sẽ là những nhân tố quan trọng quyết định tương lai. Trẻ em hạnh phúc thì tương lai sẽ hạnh phúc. Ta rất là vui khi mọi người cùng nhau đồng lòng như vậy. Xin chào Mr. K. Ta có nhiệm vụ cho siêu lì và tám tuốt đây. Wow. Thiết bị đo chỉ số hạnh phúc của tám tuốt chỉ có một cái. Con cần nghiên cứu tạo ra nhiều thiết bị này để các đội đều có thể đo. Dạ, con hiểu rồi. Chưa hết đâu, còn nữa. Mọi người cần những món bảo bối mới để có thể thực hiện cuộc thi này hiệu quả. Đây là danh sách những món bảo bối bổ sung ta cần hai đứa chế tạo ra. Ngoài ra, những món bảo bối hiện tại của mọi người cũng cần nâng cấp thêm. Nhiều việc lắm, tụi con làm được không? Dạ được. Vì một tương lai tươi sáng, hãy cùng Kun tham gia làm việc tốt mỗi ngày. Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày. Cùng Kun làm việc tốt mỗi ngày. Vì một tương lai tươi sáng, hãy cùng gia đình nông dân siêu phàm tham gia làm việc tốt mỗi ngày. Nhức đầu quá. Ta muốn nghe nhạc mà đâu đâu cũng toàn thấy gia đình nông dân siêu phàm không à. Bọn chúng lại bày trò gì thế không biết. Ta chịu. Bọn chúng làm việc tốt chưa đủ hay sao mà còn rủ rê người khác nữa. Đã vậy lại còn khoe mấy món quà. Mau dừng lại đó. Ngươi làm ta giật hết cả mình à. Ngươi nhìn kỹ đi, đó đều là những món bảo bối mới. Chi bằng chúng ta hãy phá nát kế hoạch việc tốt của bọn gia đình nông dân siêu phàm và cướp lấy những món bảo bối này. Các ngươi chỉ nghĩ được đến thế thôi sao? Kẻ nào vậy?